Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con rết man trụi các bạn. Rết man trụi, man này man út nha các bạn. Lưng đôi nè, đòn dài sọc luôn, chân móng hoàn thiện nè các bạn thấy không. Xuống dọn bầu nè các bạn. Chữa 7 tháng bò kem. Man út tơ nha các bạn, chữa 7 tháng bò kem nha. Hoa nở luôn các bạn thấy không. Đầu trụi trọc lóc các bạn. Lưng đôi trọc lóc, yếm đồ nghiêm chỉnh đấy các bạn không. Nhìn tướng ngoài dữ dằn lắm các bạn. Chân móng hoàn thiện các bạn. Chữa 7 tháng bò kem. Bò này cao 1m25 bò nha các bạn. Bò này cao 1m25 bò. Chủ báo giá là 40 triệu các bạn. Bao bò kem nha các bạn. Đầu trụi nè. Chân móng hoàn thiện các bạn không. Màn út nha các bạn. Đó, vú nè, bốn vú đều dằn luôn các bạn thấy không, có rúng nha, con này là có rúng nha các bạn. Đuôi dài, sải tích nghiêm chỉnh luôn các bạn, con này là sải tích cũng nghiêm chỉnh luôn nha. Đầu trọc lóc các bạn. Giá 40 triệu nha các bạn, giá 40 triệu, anh em bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Còn này con anh Quốc được các bạn. Anh Quốc này cao 1m17 bò có các bạn. 1m17 bò. Chủ báo giá là 24 triệu các bạn. 24 triệu. Cọp nha. Anh Quốc cọp này các bạn. Qua đòn dày sọc các bạn. Mướt nha. Bò này mướt bò các bạn. Cũng đầu trụi nha. Đòn dày sọc luôn. Chân móng hoàn thiện hết. Giá 24 triệu. Các bạn thấy không? Tướng con mà nút này quá lực luôn các bạn. Quá lực luôn. Chân móng hoàn thiện luôn. Lưng đôi luôn các bạn. Đầu trụi lưng đôi, chữa 7 tháng bò kem nha các bạn. 40 triệu. Đó, anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Trực tiếp xin điện thoại mình comment trên màn hình video nha các bạn. Cái đòn các bạn không? Đòn dày sọc rồi các bạn. Bốn vú đều dằn đòn dày sọc. Con này là bao chữa nha các bạn. Bao chữa bao khám nha. Giá 40 triệu. Con cọp thì cọp thì giá 24 triệu nha các bạn. Cái đầu trụi trọc lóc các bạn quá lực. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình comment trên màn hình nha các bạn. Lưng thẳng băng các bạn, chân móng hoàn thiện, lưng thẳng băng nè. Lưng thẳng băng đòn là dài sọc lưng đôi. Anh Quốc thì cũng vậy các bạn, lưng cũng hơi thẳng băng, đầu trụi. Chân móng hoàn thiện. Hiếm đúng có các bạn, có mà hơi ít nha các bạn. Giá 24 triệu. Anh em bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại con man út chữa 7 tháng bò kem. Chủ báo giá là 40 triệu các bạn, cao 1m25 bò. Và còn anh con cọp thì chủ báo giá là 24 triệu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.